Ngày 22 tháng 1, Ban Chỉ huy quân sự thành phố Châu Đốc tổ chức lễ phát động đợt thi đua đột kích chào mừng kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 3 tháng 2 năm 1930, 3 tháng 2 năm 2024 và mừng xuân Giáp Thìn năm 2024. Tại buổi lễ, Thượng tá Trần Giang Thao, chính trị viên Ban Chỉ huy quân sự thành phố, đã quán triệt triển khai các nội dung trong thực hiện phong trào đợt thi đua đột kích chào mừng kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 3 tháng 2 năm 1930, 3 tháng 2 năm 2024 và mừng xuân Giáp Thìn năm 2024. Cũng tại buổi lễ, các đơn vị đã tiến hành ký kết phấn đấu, hoàn thành các nội dung đăng ký thi đua năm 2024.